Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Âm nhạc Domoto. Đây là ngôi trường của những tài năng âm nhạc ưu tú và thật thụ. Liên tiếp những vụ sát hại gần đây đều nhắm vào các học viên của Học viện Âm nhạc. Hung thủ vẫn còn đang trong vòng điều tra. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Chúng ta phải ngăn chặn âm mưu của hắn trước khi quá muộn. Buổi trình diễn của ngươi kết thúc được rồi. Thám tử lừng danh Conan, tận cùng của sự sợ hãi. Phát sóng lúc 11 giờ và phát lại lúc 19:55 chủ nhật ngày 19 tháng 2 trên HTV3.